Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Lương Văn Hậu và Phạm Kim Ngân cùng trú huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ giữa tháng 9, vợ chồng của Hậu lên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin cần người gia công tranh thêu tại nhà với giá là 6 triệu đồng cho hai bức tranh. Một bị hại trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê đã liên hệ qua điện thoại và được Hậu hướng dẫn muốn nhận được hợp đồng phải chuyển tiền đặt cọc trước. Vì quá tin tưởng nên nhiều lần bị hại đã chuyển số tiền gần 20 triệu đồng vào tài khoản của Hậu lập ra. Sau khi có tiền, vợ chồng Hậu khóa tài khoản và cắt mọi liên lạc với bị hại ở Đà Nẵng, nhưng không tránh được sự truy tìm và phát hiện của lực lượng công an. Tại cơ quan chức năng, Hậu và Ngân thừa nhận do không có việc làm ổn định và cần tiền chơi game, nên cả hai thống nhất đi lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc gia công tranh thêu của người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.